Xin chào mọi người. Chủ đề hôm nay tôi muốn dành cho các bạn là con của quan chức. Cái đề tài này tôi mong muốn gửi gắm đến một cái thế hệ trẻ mà họ không biết rằng họ chính là một cái gánh nặng của xã hội, và họ cũng chính là cái động lực để cho cái tệ nạn tham nhũng nó trở nên trầm trọng hơn. Thực ra thì đã có một quá trình rất là dài, con của quan chức tham nhũng thì dương tự đắc, họ nghĩ rằng là họ có đặc quyền, đặc lợi, họ có sự giàu sang, quyền quý, và mặc nhiên là được mọi người nể trọng bởi cái sự giàu sang, cái sự quyền lực mà có được từ những cái thủ đoạn không có trong sáng, từ những cái chiếm đoạt và làm khổ người khác, làm hại đất nước. Nhưng mà có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc mà các bạn cần thức tỉnh. Các bạn phải hiểu rằng được là cái người thân là đấng sinh thành của các bạn đã làm những điều tồi tệ để có được tài sản. Điều đó không đáng tự hào, mà nó đáng khinh bỉ. Vì tài sản mà gia đình bạn có được nó có từ sự lươn lẹo, lọc lừa, dối trên lừa dưới, bòn rút và phá hoại. Một cái thời kỳ dài, người dân của chúng ta cứ thấy quyền lực và giàu có là nể trọng, mà không có bận tâm rằng là cái nguồn gốc của quyền lực đó, sự giàu có đó, nó bắt nguồn từ đâu. Cứ thấy là quan chức, cứ thấy là đi xa hơi, cứ thấy là nhà cao cửa rộng, thì người dân cứ mặc nhiên là tôn trọng. Đó là một cái hậu quả của một cái bề dày, cái sự ngu dân, cái sự kém nhận thức trong nhiều tầng lớp nhân dân. Nhưng mà ngày nay thì khác rồi. Ngày nay cái nhận thức về những cán bộ tha hóa, người dân đã nhìn rất là rõ, và không còn nể trọng, không còn tôn trọng. Và cùng một phần là bởi vì cái sự bấp bênh của giới quan chức tham nhũng. Đó. Họ có thể hôm nay còn dương tự đắc, còn canh kiệu, còn rất là vỗ ngực xưng tên và hà hiếp người khác, nhưng mà không biết được một ngày nào họ phải trả giá cho những hành vi của họ. Và chưa đợi cho đến pháp luật đạt cái sự mà công minh, chính trực, chính cái sự mà sơ sẩy của họ, sự làm hại, trả đũa nhau chính trong hàng ngũ của họ cũng khiến cho họ gặp nguy hiểm không biết lúc nào, bất cứ lúc nào. Có quá nhiều quan chức tham nhũng, và kéo theo đó là có quá nhiều người lệ thuộc vào cái tài sản tham nhũng. Và những cái người mà lớn rồi, họ đã có một cái quá trình thành một cái thói quen rồi, tôi không nói. Nhưng mà tôi xin nói với các bạn trẻ, các bạn trẻ đang sống trong những gia đình mà có tài sản tham nhũng, thì các bạn hãy dũng cảm khước từ, sử dụng, tiến thân bằng cái tài sản đó, tài sản bẩn đó. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì nếu mà các bạn đi theo cái con đường đó là một con đường tối và hệ quả. Như chúng ta thấy đó, có nhiều cái dòng họ, và cha là quan chức tham nhũng, con cũng là quan chức chưa tham nhũng, hoặc là có tham nhũng chưa lộ, hoặc chưa rõ, hoặc chưa nhiều, nhưng cũng bị liên lụy theo. Cái ông cha bị xử thì thằng con cũng bị xử. Những cái cuộc đua quyền lực và tiền bạc ở trong cái hệ thống công quyền là nó là một cái trò chơi rất là mạo hiểm, Cho nên các bạn có thể khó lòng mà thay đổi được cha mẹ của các bạn, nhưng mà các bạn rất dễ dàng để thay đổi bản thân mình. Bởi vì các bạn sinh ra từ nhỏ đến lớn, nếu mà may mắn ở trong một cái gia đình có đầy đủ vật chất như vậy, nhưng mà đến cái tuổi mà các bạn nhận thức được rằng cái vật chất đó nó có được không phải từ mồ hôi trí tuệ, mà là từ sự cướp bóc, lừa gạt, lừa mị, thì các bạn hãy dũng cảm đứng lên để tự mình bước đi trên đôi chân của mình. Và các bạn cũng không phải chịu trách nhiệm về cái hành vi của người thân của các bạn. Và bởi vì tuổi thơ của các bạn không thể nào can thiệp được. Nhưng khi các bạn trưởng thành rồi, các bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình một công việc. Không phải là nhờ cha mẹ lo lót cho một cái chỗ để có thể nương thân vào đó để tiếp tục con đường tham nhũng, hay là cày thế cày quyền cha mẹ là quan chức mà lại đi hà hiếp đồng nghiệp, rồi bắt chẹt người khác và tiến thân bằng nhiều thủ đoạn, bằng cái mối quan hệ. Và các bạn hãy chứng tỏ rằng mình là một người độc lập. Và điều này không phải là thiệt thòi cho các bạn, bởi vì có thể là các bạn cảm nhận rằng là nó có thiệt thòi ban đầu, nhưng mà về lâu về dài các bạn đảm bảo cho tương lai của mình mà không lệ thuộc vào những kẻ tham nhũng. Những kẻ tham nhũng có thể là đưa các bạn đi trên một cái hành trình nó được gọi là thuận lợi, nhưng nó sập hố bất cứ lúc nào, bởi vì họ sập hố là họ sẽ lôi các bạn theo luôn. Chính vì vậy chúng tôi không trách các bạn là tại sao lại lớn lên trong cái gia đình như vậy, hay là đã từng sống trong nhung lụa như vậy. Nhưng mà các bạn khi đã đủ cái nhận thức của mình, hãy dũng cảm từ bỏ cái bóng tối để mà bước ra ánh sáng. Để các bạn có hoàn toàn đủ năng lực tư duy, sức khỏe, trí tuệ để các bạn có thể tạo lập cho mình một sự nghiệp bằng trí óc, trí tuệ của mình, bằng đôi tay của mình, bằng cái ý chí vươn lên của mình. Và điều đó chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị, các bạn cái hạnh phúc thực sự, cái niềm tự hào thực sự. Còn nếu các bạn đi trên đôi chân của bố mẹ các bạn, bằng quyền lực của bố mẹ các bạn và bằng các cái thủ đoạn đó, thì không biết là sập hố lúc nào đó nhé. Các bạn cứ quan sát mà xem, quan sát con đường đi của rất nhiều thế hệ các cái quý tử, quý cô cầu ấm của các quan chức tham nhũng và tham ô, thì các bạn đã thấy rồi. Cho nên tôi cũng không cần lôi ra những cái ví dụ cụ thể, nhưng mà các bạn sẽ cảm nhận được. Và tôi tin chắc rằng là các bạn khi mà đã dám rời ra khỏi cái tổ để tập bay, thì các bạn sẽ bay được, và các bạn sẽ bay giỏi, và các bạn có được một cái bầu trời tự do của mình. Ok.